thì là con này không bị cùng phối này khách. Trà Phúc Kiến nhỏ nhỏ ngay này. Trà Phúc Kiến triển lãm chán rồi, đất đỏ hôm nay ra chợ nha. Đang gặp cặp nam liền mà đòi cao quá, toàn 10 triệu. Quay rồi. Tôi xanh nam liền. Bao nhiêu? Bao nhiêu một cái con xoắn này á? Ghê quá nhỉ. 250. 250. 250 một cái xoắn này. 250 một cây ông lấy mấy cây? Lấy một cây 5 triệu cái nào đấy? Cả cả. Nhà tôi. Đấy. Không không phải là con này thì nhiều tiền rồi. Đây, mấy con củ quả này toàn là 2 triệu một con, trên 2 triệu. Đấy, em đòi 3-4 triệu. Ra như Nam Điền đi quê, về quê. Con này nhìn thích nhỉ. Này Nam Điền thôi. Quê thì. Của bác nào chắc mua rồi đúng không? Nhìn siêu nhỉ. Nhìn bệ rụt rịt. Dã man nhỉ. Chân thì sướng đúng không? Đấy. Quê nhỉ. Có giá đấy. Này có. Con này xin quê anh. Mua rồi á? Bên này thế à? À mua rồi à? Đâu? Bộ bác đi đi. À đi. Bán đi. Hỏi xem bao nhiêu bác? Đấy bác hỏi đi. Em hỏi. Mà ơi. Đây
dâm bụt cái gì. Quay như cho đẹp đâu ạ? Đây cháu quay em trước rồi. Vâng, cháu ra đây suốt rồi. Hôm nào rồi ra quay của chú. Chương mấy cây này là cây gì ấy chú? Cây vọc cách. À chẳng như cái lá đâu. Ôi con là nghệ thuật đấy. Giờ này nhau mình sang là nghệ thuật đấy. Giờ này bạn ạ. Đẹp quá.
hơi muộn nên là người ta đang dọn, người ta nghỉ dần. Lại về với chợ thôi. Tường Vi. Cô đây em ơi. Cái Tường Vi là bao nhiêu chú? Dưới cái Tường Vi cái bao nhiêu tiền chú? Cái Tường Vi cái bao tiền? Cái nào? Cái Tường Vi cái 600. Cái này 400. Cái này thì không nhìn thấy. Hả? Cái này thì không nhìn thấy. Là bao nhiêu cây? Nào chưa rồi mà hàng bao nhiêu này? Đây không? Chưa bán được gốc nào mà. Quay thì đã. Quay xe xong người gửi sang các bác nào lấy thì cháu lấy hộ thôi. Hôm nay ra muộn nó cũng hơi ít thì sao ấy. Với lại phiên đầu tuần không có nhiều. Trở về hết rồi.